À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với, với Đạo Phật. À, bây giờ mỗi buổi à, khi mình công phu xong, à, Ngày nào cũng à, à, nhắc nhở nhau một chút xíu. À. Này cũng hay vừa nhắc mình, nhắc người, nhắc người, nhắc mình luôn có một đoạn mà những đức uh, uh, nhớ đại lão và uh, thượng tình không ngày, ngày giảng này nói rằng uh, uh, chúng ta nghe đạo uh, biết tu tập mà mình chưa uh, cảm hóa được những người xung quanh hoặc là gia đình mình là do tâm của mình chưa thật sự bao dung Đấy, nghĩa là mình còn uh, cái không vừa lòng không vừa ý mình chưa thật sự bao dung nên chưa cảm hóa được người khác chưa cảm hóa được người ta là là tại mình nên mình phải à, à, cố gắng tu tập làm sao mà tâm mình càng lớn càng mở rộng ra nghĩa là sự bao dung của mình nó càng lớn nghĩa là đối với người thiện là mình thương rồi đó nhớ Nhưng đối với người mà không thiện Mình cũng phải thương Tại trong kinh Phật nói là Tất cả chúng sanh đều có Phật tính Họ chưa phát triển được cái Phật tính của họ Là vì mình chưa đủ tâm từ bi để cảm hóa Nên phải đòi hỏi thời gian Nhớ kỹ ngay vì Chúng ta phải đòi hỏi thời gian thời gian để cảm hóa họ bằng cách là mình tu tập làm sao tâm lượng mình mở rộng ra sự bao dung tha thứ mình càng ngày phải lớn thêm nữa thì mới cảm hóa được tại vì con người mà đều có phật tính bây giờ người ta có nói mình người ta có ghét mình người ta có hại mình hoài chứ nhưng mà mình cứ bao dung cho người ta mình không hận thù người ta rồi mình niệm phật lễ phật mình tu tập hoài làm sao chịu nổi vậy giết rồi Phật tính của người ta nó cũng phát triển luôn nên mới cảm hóa được. Thí dụ như nhiều người thương mình cũng nhiều người không không thương mình. Nhưng mà thương hay không thương gì mà người ta thấy mình đều là giữ cái tâm bình đẳng, giết rồi từ từ mình mới hóa độ được họ. Nhớ chỗ này là chỗ mà chúng ta đó nghĩa là mình biết tu, mình biết niệm Phật lễ Phật, mình phát nguyện cầu sanh cực lạc. Nhưng mình còn cái tâm Chưa mở rộng ra Chưa đủ tâm bao dung Nghĩa là có thể miệng mình nói Rất là đặc biệt Mình thương người, mình bao dung đồ Nhưng mà tâm mình chưa mở ra Chừng nào mình mở cái tâm ra mà Trong thuận trong nghịch mà Mình có thể nhẹ nhàng được Thì lúc đó cái sức cảm hóa mình rất mạnh Nhớ nghe quý vị nên, nên chúng ta muốn mở rộng tâm lượng ra Phương pháp là mỗi ngày niệm Phật lễ Phật Giống như mình lễ Phật giết cái tâm mình nó dịu xuống cái việc Mình niệm Phật mình lễ Phật giết cái tâm mình nó dịu xuống Là ngay cái chỗ là Khi dịu tâm rồi con người tự nhiên những cái mà Hơn thua đấu đá của mình nó giảm tối đa luôn Đây là rõ ràng luôn Khi lúc mà con người mình mà không có dụng công tu quý vị Có nghĩa là mình chạy theo cái dù là cái thiện mà mình không lo niệm phật á tâm của mình khi ai đụng đến mình xem mình sẽ bực bội khó chịu ghê lắm và cái điều mà phát triển về sân si của mình rất là cao nhưng từ khi niệm phật lễ phật những thứ đó nó dịu xuống tự nhiên cho mình thấy được cái vô thường của cuộc đời khi mình thấy được cái đó mắt đó người sống đó chết đó có nghĩa là mình nhìn thấy được rồi con người mình cũng nhìn thấy mình luôn mình nhìn thấy mình rồi cũng sẽ bắt chợt và ra đi thôi. Tự nhiên cái tâm mà gọi là tha thứ mình thật sự nó phát từ tâm. Nó thật sự nó phát từ tâm ra. Nó nên mình tu tập làm sao tâm lượng mình mở rộng ra. Học Phật là gì? Mở rộng tâm lượng ra. Vì con người ai cũng có Phật tính. Thí dụ như trong thời Đức Phật ông vô não ông giết nhiều người gì. Nhưng khi ông đã phát tâm học Phật rồi ông mở tâm lượng ra ông học. Rồi bà liên quan sắc bà hư cỡ nào hư Nhưng mà bà, bà đã học Phật rồi là bà mở tâm lượng Phật tính nó phát triển liền Nên con người Nó bất chợt Phật tính nó phát triển lạ thường lắm Có những con người họ không học Phật gì Mình nhìn sống trong một gia đình Hay bạn bè hay đồng nghiệp gì Mình nhìn họ phỉ bán Phật Pháp Họ phỉ bán họ Họ tâm địa họ hẹp hòi họ sân si Họ khó chịu Nhiều con người nghĩ Người này mà học Phật cái gì Nếu như mà người này họ muốn đi chùa hay gì không? Yeah. mà họ vừa đi đến chùa người ta biết được người ta mắc cười có những người mình mình cũng cười nữa này ơi ông mà đi chùa ông mà đi đến chùa thôi ông, ông để cho nhà chùa ta ta yên ta tu đi ông, ông mà đi chùa gì mình nói những câu vậy là mình cười chế người ta mình nói những câu vậy là mình đoạn với người ta có khi người ta đã muốn đi rồi mà mình nói những câu đó người ta nghĩ đi luôn tại phật tính nó vừa mới chớm nở cái vị vừa chớm nở lên thôi mình dập câu cái tắt luôn tắt luôn đó. Thí dụ như người ta muốn lễ vật đi Mình mình tự nhiên mình nhìn mắc cười Cái ông này nay mới lễ vật nữa chàng Nó Là tự nhiên Phật tính thì vừa chớm nở lên mình Dập tắt luôn Nên con người đều có Phật tính Mình hãy mở rộng tâm lượng ra Cho người ta có cơ hội để Phật tính người ta phát triển ra Có nghĩa là mình đều cho người ta cơ hội Người ta sẽ không bằng mình Vì mình có thời gian quân tập ví dụ như người mình lễ vật rồi mình lễ điều mình lễ nghiêm túc đàng hoàng nhưng người ta mới lễ vật người ta có thể lễ tứ tung lang tan, ta lễ chưa quen mà nhưng mà mình nghiêm khắc mình khó với người ta quá cái tự nhiên cái Phật tính nó quá yếu à tự nhiên nó nói thôi sao rì rào quá à? nghỉ dập tắt nên mình phải mở tâm lượng mình ra nên cái sức cảm hóa con người là bằng tâm lượng cái tâm lượng rộng lớn nó cảm hóa được con người Giống như chiếc thuyền mình to đi Người ta lên thuyền mình mới đi được Chứ nếu chiếc thuyền mình quá nhỏ Giờ lên Lên đông người nó chìm luôn Đâu có đi được đâu quý vị Nên cái tâm lượng là chiếc thuyền Sự bao dung được Càng lớn chừng nào Thì càng có nhân viên giúp chúng sanh nhiều chừng đấy Tâm bao dung là cái quan trọng vô cùng Có nghĩa là giữa mình với chúng sanh Giống như Đức Thường nói Như một đoạn đường đi có những lúc bằng Nhưng có những lúc nó không bằng thì có lúc thuận tiện Thuận Và có những lúc nghịch Thì tới đoạn đường đó nó phải gì đó Mới nói là nhân quả quý vị Nhưng mà nó qua đoạn đường mà Dòng đó xong nó tới đường bằng Nó đi từng đoạn từng đoạn từng đoạn Giống vụ đầu tu mà gì đó Thuận tiện trở ngại Thuận tiện trở ngại Thuận tiện trở ngại nó làm hoài luôn Giống như gia đình quý vị Chồng quý vị có những lúc với quý vị Vợ chồng thường ghét thường ghét nó có bao giờ mà thuận hoài đâu quý vị nó không bao giờ mà giữa con người thận hoài Mà cũng không bao giờ đi đường mà bằng hoài Quý vị có bao giờ thấy con đường nào Mà đi bằng hoài đâu Dù đường thành phố hay chăng nữa Cũng có những con đường nó cũng bị dòng Có những con đường nó vẫn có ổ gà, Thấy chưa Có những khi mình đi mình thấy đường bằng vô cùng Mà mình lại cán cục đá à. Và có những con đường rất là bằng Tự nhiên mình đang đi mình lạc tay lái Mình đụng vô trong hàng rào mình bị tai nạn Hoặc là con đường thiệt là bằng Nhưng mà giữa con người người đi đụng nhau Thấy không thì trong cái cuộc đời này nó đa dạng những nhân viên thuận nghịch chứ. Nhưng mà do cái tâm mình bao dung chưa lớn. Nên bản thân mình bao dung chưa lớn. Nó thật sự mà nói, học Phật là chúng ta mở rộng tâm lượng ra. Và niệm Phật lễ Phật cũng là một phương pháp để mở rộng tâm lượng ra. Khi tâm lượng mà mở rộng rồi buồn giận gì cũng không lâu. Buồn giận nó không lâu. Tại vì tâm lượng mình mở rộng ra nó nó buồn giận quá lâu. Còn tâm mình mà hẹp hòi rồi nó giận hờn rất là lâu. Dân rất là lâu Như cái tính những đức hồi xưa mà chưa học Phật Những đức với ông chú như đức làm chung Mà dặn 3 năm đứng cái bên Không nói chuyện quý vị Chỉ có một câu là tôi ông đừng nói chuyện nữa Nó chấp vào cái câu là Cái ngã mình là tôi ông đừng nói chuyện nữa Vì mà 3 năm chờ đứng cái bên không nói chuyện Chứ thật sự thì nó không còn dặn nữa Nhưng mà nó chỉ chấp cái câu là tôi với ông không nói chuyện nữa Tôi đã nói là tôi phải làm. Đó. Cái chết là chỗ này nè quý vị. Tôi đã nói là tôi phải làm cho bằng được. Vì nhớ nha Cả cái việc thiện mình đã nói mà Mình làm không được cũng không nên miễn cưỡng quá Vì này là mình không có duyên không? Oh. Tại Cái việc này là mình phát tâm Mình làm thiện gì người ta Mình phát tâm xây chùa tạo tượng đúc chuông Mình đã phát tâm là thiện rồi Nhưng mà mình lại không đủ duyên phước Mình làm cái này thì mình cũng không được nặng nữa chứ đừng nói chi là cái việc mà mà mình nói mình tôi không nói chuyện với ông tôi khó tôi hẳn không câu này có thể thay đổi lại mà bữa nay tại vì mình bị hẳn nhưng ngày mai còn không hạn Nên nói tuổi này hết hạn luôn rồi đó. mở rộng tâm lượng ra liền quý vị à, ví dụ như niệm phật là việc của cá nhân mình nên bản thân mình bữa nay mình ít niệm phật nhưng ngày mai mình nhiều niệm phật có nghĩa là bữa nay mình niệm phật không nhiều ngày mai mình niệm phật nhiều bữa nay mình không dụng công được thoải mái nhưng ngày mai mình sẽ dụng công thoải mái đó là chuyện của cá nhân chuyện mình mình có thể giải quyết được còn như cái chuyện bên ngoài thiện hay là ác gì chúng ta có thể nói ra và chúng ta có thể thay đổi lại tâm lượng mình chỉ cần mở rộng thôi thì mình có thể nói và mình có thể thay đổi được nó như mới hồi sáng mình lỡ mình vô tình mình nói một câu cái mặt ông thấy ghét ông chồng mình nói một câu gì mà làm ông buồn một chút mình gặp ổng mình nói thôi em xin lỗi anh nghe nãy tự nhiên nói kỳ quá nghĩa là mình đã thay đổi liền luôn mình không đừng có chấp cái ngã đó mình đừng có là nói giờ lỡ nói gì. bây giờ mình xin lỗi lại quê quá đó là chấp ngã mà từ cái nhỏ nó sanh ra cái lớn luôn vậy xanh 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 nên tâm lượng mở rộng tâm lượng lớn là mình sai cái đó mình có thể cỡ mở ra liền con người chấp ngã có thể mình mình hại mình lớn lắm thí dụ như chấp ngã đi một câu nói người ta chửi mình đi có những người mình không học phật người ta chửi mình một câu đi giữa vợ chồng thương yêu nhau vô cùng người ta chửi mình một câu đi và vợ bà chửi ông chồng một câu ông chồng nên mình là đàn ông mà để cho nó chửi mình gì ta mình không làm một cái gì cho thỏa đáng thì nhỏ này nó coi thường mình cầm cái dao ra ngoài săn chọc cái bớt vô ngón tay cục ngón tay tao làm cho mày thấy mày thấy không <laughs> cuối cùng tay mình cục mất tiêu nghe là tao làm cho mày thấy mà cái tay tao cục mất tiêu cái đây gọi là chấp ngã chấp vào cái ta cái cái quyết định của mình là đúng và người ta không được đụng chạm tới cái tâm của mình và tôi làm một lần cho biết để mai mốt đừng nói đến tôi đó gọi là chấp ngã tâm tính đó khi tu hành nó mới dịu được nó mới nhìn ra rằng bản thân mình bản thân của mình phải phải tự nhiên phải hạ cái tâm xuống trong sự cố gì cũng phải điều chỉnh lại cái tâm rồi không vì thấy mình không học Phật cho nó chấp ngã nhưng mà mình khi hối hận rồi nó muộn màng liền vợ chồng gì nữa lỡ tức nói nhau tôi bà chia tay đi nhưng khi mình 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 học Phật rồi mình ngồi suy nghĩ là thôi tôi xin lỗi không giữa vợ chồng với nhau mà tôi lỡ nói câu đó từ hôm nay tôi hứa với ông tôi không giờ nói câu đó nữa Vì trách nhiệm của mình bây giờ còn con cái Chứ không phải là cá nhân giữa tôi với ông Đó là bỏ cái ngã mình Hạ mình để chấp chấp Có nghĩa là mình chịu thiệt Bản thân mình hạ mình Bản thân mình 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 chịu thiệt Trước để cho lúc đó Mới Mở tâm ra Giúp cho người ta Chuyển hóa con người là thường bị chấp ngã nên bản thân mình tâm lượng chưa mở rộng đó quý vị Đến người thân trong gia đình mình học Phật mà họ không chấp nhận mình đi Họ không tiếp nhận mình đi Đa phần là do tâm mình đó. Nó có nghĩa là mình bình tĩnh ngồi suy nghĩ lên Mình đó Nó thật sự 100% luôn Nếu như mà tâm lượng mình mở rộng ra sự bao dung mình thiệt lớn Mình sẽ cảm hóa người ta từ từ hết chứ Dù là có những lúc người ta rất ghét mình Nhưng khi mình đã cảm hóa rồi lúc đó người ta thật sự Lúc đó người ta còn quý trọng mình hơn Ngày xưa Ví dụ như dân ngày xưa mình gặp nhau đi Mình cười vui vẻ rồi này kia Mình chưa cảm nhận gì Nhưng mà có khi mình Mình sàn sảy qua sự việc của cuộc đời Có những cái thương vẫn còn Cái không thương nó đến Nhưng mà cái tâm lượng mình chỉ càng mở rộng ra Như bản thân những đức bây giờ là Một số con người người ta đang xem những đức coi Ông này Ông có kiên trì tu tập hay không Đi ra ngoài Ông có duy trì được sự tu hành hay không hay là ông bước ra cái trần cảnh bên ngoài Nó sẽ lôi kéo ông Tiếp tục đi con đường ngày xưa Không tu hành nữa Bây giờ một số người là người ta đang chờ xem mình Mới có tháng mấy hai tháng Chưa nói lên gì Hiểu chưa à. Có nghĩa là người ta đang chờ coi mình như thế nào Đó Nên những đức nói với vị là Mình phải mở rộng tâm lượng ra Quý vị nhớ cái câu những đức đã từng Ghi trong một cái tấm hình chụp Cuộc đời có thể thay đổi Nhưng tâm mình dành cho ai di Đà Phật không thay đổi Nhớ kỹ câu này nghe quý vị Cuộc đời có thể thay đổi Con người có thể thay đổi Hoàn cảnh có thể thay đổi Thân mình có thể thay đổi về sắc diện Trẻ già Nhưng tâm mình đối với ai di Đà Phật tuyệt đối không thay đổi Dù có như thế nào cũng không thay đổi Những Đức đã từng ghi câu đó trong một tấm hình Treo trong bếp rõ ràng mà đó, đây là một trăm trăm nhưng Đức nói rằng cuộc đời như Đức có thể thay đổi mọi mặt hoàn cảnh. Nhưng tâm như Đức dành cho ai thì là Phật không bao giờ thay đổi. Dù cho cả thế giới này không người niệm Phật, như Đức cũng niệm Phật. Không? Vì những Đức đã hưởng được sự lợi ích của Phật pháp 100% luôn. Vì biết rằng từ một con người chưa từng trải qua sự học tập gì của Phật pháp, nhưng mà chính bản thân như Đức đã được lãnh ngộ được Phật pháp và sự lợi ích của Phật pháp cực kỳ lớn. Như Đức tin chắc trong số lượng quý vị có rất nhiều người quý vị đang hưởng được sự lợi ích của Phật pháp, pháp rất lớn. Thật sự có những lúc quý vị khổ đau đến mức cùng cột, cùng tột mà không biết chia sẻ cùng ai, không biết nương tựa vào ai. Quý vị hãy nhớ kỹ lại, chính Phật pháp, pháp đã cho mình chỗ nương tựa. Và chính Phật pháp, pháp đã giúp cho mình đó quý vị. Thật sự, đừng bỏ Phật pháp. Và chúng ta có thể thay đổi lời nói lại. Thí dụ như ngày xưa mình học Phật mình có thần tượng Hôm nay đừng có thần tượng nữa quý vị. Hãy thần tượng với Phật A Di Đà. Đó là chỗ trí tuệ và tuyệt vời nhất của chúng ta học Phật. Xin thưa quý vị, từ khi những đức học Phật tới bây giờ, thần tượng mà đối với những đức trong lòng mà tiếp nhận Phật pháp mạnh nhất, chỉ có pháp sư Tịnh Không và bà thượng A Di -hi. Hiện tại bây giờ thần tượng của những đức là Phật A Di Đà thưa quý vị. Thật sự thần tượng của những đức trong cuộc đời học Phật của những đức là hòa thượng tịnh không và hòa thượng ấy hiền hai vị này những đức thấy rằng là cực kỳ chuẩn nhưng bây giờ hiện tại bây giờ thần tượng của những đức chỉ có đúng Phật A Di Đà cả hai vị đó những đức cũng không thần tượng vì sao vì hai vị đó là gì thế giới cực lạc cái vị biết rằng cái cõi này thành chủ hay không thăng sanh già bệnh chết thằng tượng người trong cái cõi đời này sẽ mất đi chúng ta thần tượng với Đức Thích Ca Phật A Di Đà là chắc chắn luôn vì dù cho cuộc đời có thay đổi cỡ nào nhưng mình sẽ không thay đổi với Phật A Di Đà đúng rồi vì thần tượng của mình là Phật A Di Đà là chuẩn chuẩn nhất luôn cực kỳ chuẩn luôn quý vị những đức có làm gì trong cuộc đời này những đức mong quý vị đừng thần tượng với những đức nhớ kỹ đừng thần tượng với những đức quý vị muốn thần tượng ai chuyện của quý vị Duyên nhận đức nó rằng tôi thần tượng với Phật A Di Đà. Đối với tôi trong tâm tôi chỉ có hướng đến Phật A Di Đà và đời này con muốn nhất định phải giảng sanh cực lạc. Dù cuộc đời có thay đổi con như thế nào trong cuộc đời này. Giống như mình muốn giảng sanh. Phật A Di Đà để mình vô cái lòng. Mà cái lòng này nó có cái cái tay quay quý vị. Quay mình trong cái lòng đó. Quý vị biết mình mà nằm trong cái lòng quay mình cỡ nào chứ quý vị. Quý vị biết cái trò chơi của lô tô không? Ở trong nó có nhiều cái cái trái banh đó. Bỏ vô cái người ta quay. Quay lâu lâu nó lọt ra một con số. Một lọt con số. Trong cuộc đời này chúng ta cũng như trong một cái dòng quay đó quý vị. Nó quay mình quá trời quay luôn. Đến lúc đủ duyên rồi. Nó lọt mình xuống. Ngay điểm nào là nhân quả của mình. Không? Dù có quay cỡ nào. Thì định hướng của chúng ta vẫn là gì. Ai với đào Phật thế giới cực lạc. Hãy mở rộng tâm lượng ra đi quý vị Dù cuộc đời rất ngắn ngủi Mấy mươi năm cuộc đời cực kỳ ngắn ngủi Hãy khoan dung và tha thứ cho nhau đi Thật sự Hãy khoan dung và tha thứ cho nhau đi Thật sự Trong cuộc đời chúng ta cũng đã có những Những giây phút rất là Rất là vui khi gặp nhau Bây giờ có những lúc chúng ta Gặp nhau không còn vui nữa Nhưng mà hãy nghĩ thế giới cực lạc đi Tại vì cõi này là như vậy mà nhân quả nhân quả thuận nghịch thuận nghịch nhân quả thuận nghịch nhân quả thuận nghịch chúng ta đừng bao giờ trách rằng tại sao không còn thuận nữa vì nó đã đến nghịch rồi rồi một ngày nào trong cái nghịch nó sẽ có cái thuận trong cái thuận nó có cái nghịch vì cõi này là như vậy trong cái thuận lúc chúng ta đã khỏe nhưng cơ thể chúng ta có cái bệnh có những lúc chúng ta đang khỏe đột nhiên chúng ta bệnh mà vì vậy biết có những lúc như đức rất khỏe hôm qua tự nhiên một chút như đức ho những đức tự nhiên người khó chịu ghê thấy không vì thăng tứ đại chọt sụp nên chúng ta thuận và nghịch Đó là điều tự nhiên Tâm mình mở rộng mới là điều quan trọng Nên những đức mong Mỗi người chúng ta và gia đình chúng ta Mình là người niệm Phật lễ Phật mỗi ngày Cầu sanh cực lạc Tâm lượng nên mở rộng ra Khoan dung đi quý vị Khoan dung mà tha thứ đi Đừng chấp vào câu nói Dù người ta có lỡ lờ như bản thân mình đã lỡ lờ Người ta lỡ lờ mình tha thứ cho người ta Nhưng mình lỡ lờ mình cũng mong người ta tha thứ cho mình Nếu vị biết rằng những đức đã từng lỡ lờ bị người ta mắc những đức mong người ta tha thứ những đức nên bây giờ người ta lỡ lờ gì với mình mình tha thứ tại vì sao vì mình đã trải qua những giây phút không? những giây phút khó khăn thì mình sẽ tha thứ cho người bị khó khăn tâm lượng nên mở rộng ra để hướng về thế giới cực lạc chúc quý vị an lạc ai với đạo phật ai với đạo phật ai với đạo phật chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị ai với đạo phật